Nhà thương thầy luôn. Nhà này tính mua nhưng mà không có sóng điện thoại thì thôi. Rồi, tặng giải. Nhà này chắc một tháng là xuống lần. Ở dưới nó dữ lắm, lên đây. Ôi trời ơi. Xuống đây cứ nghe mùi cái cây cỏ giống như trong công viên vậy, là dễ chịu. Nghe mùi cây xanh đó nè. Thích cái mùi mà sáng sớm mà mùi fresh ha. Cây á. Nó trông rồi mùi cỏ mà ta mới tấn công lên mùa Beverly Hills. Hôm nay mình tấn công lên Beverly Hills. Wow, cây lớn đẹp quá, mát quá. Mát quá. Thoáng quá. Ồ, cái nhà này mình phải lên cầu thang nha. Người lớn nha, hơi bị mỏi chân nha. Cái garage thì nó không có đường lên. Dạ. Cái là garage riêng. Nhà này là list giá là 1.695.000 ba phòng ngủ và phòng tắm, diện tích là 2.496 square feet. Có hồ bơi luôn ha em. Wow, trên cao không có hồ bơi. Đi. Ba. Lên nhà ba. Ba mẹ tập thể dục nha. Lên hơi cao đó. Quá. À, nó làm từng bước lên cũng không có mỏi lắm. Ba đi chợ về mà quên đồ, ba đừng kêu lên xuống lấy nha ba. Mỏi chân. Kéo lên. Ờ, cái này mà khiêng đồ, khiêng cây của mẹ lên là chắc mệt xỉu á. Này mới có 3 tầng lầu thôi nè. Mẹ ba mẹ phải cầm cái cây. Cầm cái tay cái cây để cho nó chắc chắn. Nó nằm ở trên cùng kìa. Ồ. Vậy là mình lên khoảng 7 tầng lầu. 7 tầng lầu mới lên tới nhà. Đó, cái nhà đó ba. Nhà trên đồi mà hơi lỡ không nè, trên núi mà. Cái nhà này mình giống đi động không nha này nọ đó. Ủa sao nó không làm thang máy ha, làm cáp treo mày ha. Đúng lên đỉnh đồi rồi em, đúng là đỉnh rồi. Có không mẹ? Ồ, hay sườn lòng đó. Có hồ dưới không ạ? Sườn lòng đẹp đó. Ồ. Đã đi, đã. Trời ơi, sướng luôn á. Nhà trên đỉnh luôn. Thương thầy luôn. Nghe hôm nay là ba mẹ đi tập thể dục luôn. Ồ. Sung sướng cuộc đời. Trời ơi. Ôi, chưa sát. Sườn lòng. Wow, đẹp quá. Đã sờ sai nè, sờ xìu. Để thở chú. Đi sờ xìu. Rồi lên 2 tầng nữa mà dẫn ông nào mà dẫn bồ nhí về lên tới đây là hết sức rồi. Cái nhà này đau bụng đẻ rồi sao? Để xuống tới đây thôi luôn, má thở rồng nhiều quá. Ủa vậy sao trên đây sao ta xây nhà được trời? Không phải mà cái nóc nhà. Nhưng mà gần đây nó có cái hồ, nó biết nằm đâu nữa. Sao nóc nhà lại nó phủ trắng vậy? Không ơi, đâu? Bông nhà nó flat không hả? Vậy trước nhà mình sao? Nóc nhà nó làm flat không mà nó làm mái. Rồi, ông bà ngoại đã leo được 8 tầng lầu. Rồi, tặng giải. Nhà này chắc một tháng là xuống lần. Làm cái rổ kéo ba mẹ lên. Ta. À, dạ, I'm ready. Oh my god. Okay. Còn nó lâu nữa. Vẫn còn lắm. Nó dùng lên nữa. Mời đi coi nha. Hi. Nice to meet you. I'll let you know about your breath. Okay.
get you all some water? I have cherry, some water. Sure. Just water. Just water. No? Đây là một cái phòng hả? Hai phòng nha. Xong rồi đó. Cái đen hả? Nó cái nhà này là nhà tree house, pantry house. Wow. Mời các bạn đến ngôi nhà mới của mình nha. Mà muốn bước được tới đây phải lên 8 tầng lầu, mà cầu thang bộ không à. Lên tới là thở ra. Nhưng mà cái nhà này là đỉnh núi, đã quá đẹp. Đà Lạt tôi quay cái đỉnh núi, quá đẹp. Ở đây là thiên nhiên, hòa mình với thiên nhiên luôn. Sao bà? Ba thấy cái nhà này sao? Ba có một cho em không? Mua, lên tới đây, thở không nổi. Mua không nổi rồi. Lên tới đây, lên tới cao tầng lầu, ở đỉnh núi. Ở dưới nó dữ lắm, lên đây. Cái nhà muốn lên tới nhà 8 tầng lầu còn hơn ở chung cư nữa. Chung cư ta có thằng máy. Kitchen. À, có pantry nữa rồi Linh. You like it? Có hồ bơi này. Oh gosh. They have a brand to say thang máy. Oh, that's cool. Everything. Yeah. Nó có plan để xây thang máy. Oh, vậy hả? Dạ. Ừ, có hồ bơi trên đây nha. Ở đây mà muốn uống cam á ba, đâu cần đi ra chợ mua ba. Đây ngay đây luôn nè. Qua hái. Qua hái mà hơi xa chút xíu. Chừng té nha con. Làm cái thang máy 130,000. Xong nó câu cái dây nó kéo lên đó mà. Thank you. Half past. Oh, cool. The other thing too, so there's a crawl space underneath, next to the pool. And so if you did want to build out an additional bathroom for the office, there's space to do that. Okay, thank you. And then there's two more bedrooms and full baths upstairs. Yeah. Ba lên lầu ba. Nó nói có hai cái hai phòng trên.
Nó nói có permit làm master bedroom. Dạ. Cái phòng tắm của master. Đây là phòng working closets. Salon. Mỗi nhà này xong về là phải làm thang máy. Nó là gọi là cái tram. Mỗi lần mà lên xuống thì kéo lên. Cũng dễ bán. Dạ. Yeah. Dạ. Đơn giản đẹp, màu trắng đẹp không? Nó đẹp á. Mày giống như IKEA quá. Đẹp. 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 Ừ. Coi như là một cái tấm kiến lên vậy thôi. Đơn giản. Đâu có cần gì đâu, đứng để tắm nó có gian thôi, miễn phí vậy không cần cửa, vậy sao? Trong cái gian này ở dưới là có một phòng, lầu 2 có một phòng hả? Hay là dưới đất? Dưới đất, dưới vừa lên mới có. Mà ở dưới thì không có restroom, nên nó muốn làm restroom. Trên đây 2 phòng, có 2 phòng hả? Ở dưới cái phòng như vậy là 3 phòng. Nhưng nó lại có permit để làm cái restroom ở dưới. Rồi, xuống. Xuống thì đều ok hơn hả? Đỡ mỏi trên thân ha. Ta không lên. Nhưng mà nếu có tram thì người ta có thể ta lên. Bếp này rộng rãi. Không mà mình ở nhà này bảo đảm ai cũng ốm đó mà. Mất cái bụng luôn. Ở đây là tính phòng rồi mà. À, nó nói qua đây là nó có permit để làm cái restroom. Ở đây là thành một cái phòng được nè. Cái công góc này mình làm restroom nếu mà được thì để nó đỡ chiếm diện tích. Nhưng mà phòng này phòng master đẹp lắm nè. Ha? Ngắn đây thôi mẹ. Dạ. Nó không có tháo ra được. Nó tháo khi xuống nặng quá. Nó dọn đi nó không bỏ. Ủa? Bên đây là gì? Bên đây có gì nữa? Ủa tại sao nó không làm, bên đây nó lại không làm nhà, bên đây là nguyên một cái, làm được cái nhà đó. Sao ba? Ý định ba làm sao ba? Dạ phải đi xuống xong. Thấy vậy đó. Đi xuống xong rồi đi mới quyết định. Đi yên lặng, đi xuống cũng yên lặng. Không biết pháp đồ ai đi. Đúng là nhà ở trên đây. Sao mà ta nghĩ được hay ha? Trên đỉnh núi mà đem đồ lên đây xây dựng khó lắm à. Xây dựng khó lắm. Khó lắm à. Xây dựng mắc tiền lắm.
chứ để trời ơi. Nhưng mà nó có permit để nó làm cái thang máy 130 ngàn. Khó bán. Khó bán. Nó làm xong là cái nhà này giá trị giá lên thêm 130 ngàn nữa. Triệu 7 thành triệu 8 Nhà này tính mua nhưng mà không có sóng điện thoại thì thôi á. Định mua nhưng mà thôi không có sóng điện thoại thôi. Quên đi ha. Mất sóng luôn á. Không mà thoáng mát của Loan hả? Ngày đi mình đi khám phá một cái không gian mới. Cái nhà đó. Cái mùi cây. Thơm quá ha. Nó xà mút chỉ lên đó luôn á. Tại sao nó không xây cái nhà? Ờ. Mình lại đi cái cầu thang lên mút cái trên kia. Tại vì người ta thích chốt nhớ, ta thích trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi. Ở đây là đỉnh núi rồi, còn lên đỉnh nữa của đỉnh núi nữa. Nói sao không xây nhà ở đây? Ha, dễ ha. Đất nó ra tới đây nè. Ủa mấy nhà bên đây cũng vậy bơi mẹ ơi. Nè, mày mình nhìn bên trái nè. Nó cũng lên thăm thẳm chiều trôi luôn đó. À. Thắng mát ha. Mình tính lên Beverly Hills ở mà không được. Tính dọn nhà lên Beverly Hills ở nhưng mà căn này là mình dở mộng. Đúng rồi. Lên mà nó lên xuống mà một ngày lên chừng một lần thôi cũng đủ mệt thở luôn. Huống chi là một ngày mình lên 3-4 lần luôn đó. Buổi sáng chở con đi học, buổi chiều rước con về. Chưa kể là ba ơi, mẹ ơi, con muốn đi ăn kem, chở lên chở xuống. Mệt xỉu, té xỉu luôn. Mà đây mà DoorDash hay là Uber Eats thì chai người ta cũng đâu deliver lên tới nhà cho mình. Mà có quan trọng nhất là Amazon chắc nó không lên. Nên nó cũng chịu thôi. Rồi, thôi hẹn căn nhà khác nha quý vị.